Hello everybody, welcome back to my Hot Online Mega Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hot Online Mega Gameplay. Mình cho series 8 tiếp game này. Bắt đầu từ game đầu tiên nào. Ice the Scale of the Game. Let's play. Continue. Và mục đích của tựa game này của chúng ta đó chính là tìm đủ 20 túi tiền như này các bạn nhé. Để đủ điều kiện để mở được cánh cửa này chúng ta vào đây các bạn. Let's go. Những combo nọ nước này sẽ giúp chúng ta có thể đi nhanh hơn trong căn nhà này các bạn. Mười ba trên 20 rồi các bạn. Như vậy là mình đã cố gắng tìm đủ 20 túi tiền để có thể đủ điều kiện trốn thoát ở đây các bạn. Tìm cánh cửa và trốn thoát ở đây ngay lập tức. We have to find the exit and escape here right now. By this door, ok. Bây giờ mình cũng gọi chuyển qua tiền tiếp theo nữa trong video này. Slenderino Asylum. Hard mode. Hãy cố gắng tìm những mở tiếp theo nào bạn. We have to find more pages in the house.
Ở số thứ ba. Tức bạn qua mà thảm chuẩn lần thôi cho chết này. Đủ tám màu giấy vậy.
appreciated by this store, the asset store. Ok, vậy là mình đã cố gắng tìm được cái giấy thế nào của các bạn. Không mọi người chuyển qua tự nhiên tiếp theo nào. Xin anh Rina ta xeo này. Facebook. Last one. Nên Arena bắt quạt. Có quay trở lại phía bên kia đâu. Nothing here. Nothing in this room. Cho cần tìm thêm chiếc chìa khóa của bạn. We need more keys.
có cuốn sách thứ bảy trong tay các bạn. Đủ tóc sắc ạ. Nào, bây giờ chơi tại Acid Talk. Bây giờ chưa thắt được vào đây cậu. Cô vẫn chuyển qua tình tiếp theo nào. Slenderina the Challenge 2. Phần hai này cho đi khá nhanh các bạn, nhanh hơn phần một rất nhiều. First key found. Nothing here. Thank you.
cho lớp ba cuốn sách cho thầy vậy. Chiến thắng tự nhiên này vậy nhé. House of Slenderin này.
Chết rồi cả. Ok, mình sẽ để xong phần sau khám và tiếp phần này nha. Để sẽ để em vào. Xem phần tồn tại trong bao lâu này. Oh my god. Ok, vẫn chưa có tiếng tiếp theo. Slenderina City. Number four. Thank you.
thật sự. Xuống đây gọi để xem sau khám phá tiếp cái game này gọi nhá, tốt nào. Ok, mình cùng bạn chuyển sang tiếp theo này. Slenderina the Curse. Cuối cùng mình muốn chia tay các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you.